nghề nào á thì nó cũng cực hết á. Nhưng mà riêng về cái nghề kiểng này á thì mình thấy lợi thế hơn rất là nhiều so với những bạn làm công ty. Thứ nhất á thì mình có được cái nét rất là nước ngoài. Nhiều người hỏi mình á là có phải là người cam không? Vì nhìn cái màu da của mình á thì cứ tưởng đâu á là đen tự nhiên thôi. Rồi nhiều người nghĩ á mình rất là giàu vì mình có tiền để mà nhuộm cái màu da này. Vì có mấy bạn nữ á thì người ta đi tắm trắng chứ có ai đâu mà nhuộm da, nhưng mình phải đại gia lắm với lại là giàu lắm á thì mới có tiền nhuộm da đó. Cũng hơn á là mình có vợ rồi, chứ không á thì không biết có ai lấy mình không nữa. Nhiều khi làm cái nghề này á rồi tối ngày cứ lo cây không à, râu cũng không thèm cạo và tóc cũng không thèm hớt luôn. Nhiều khi đi ngang cái gương á mình cũng phải gật đầu mình chào, vì mình tưởng đâu á là mình đang gặp cái chú nào không à. Mà thấy á thì nó cũng đúng, tại vì hôm bữa đi ra chợ mua đồ á có con bé nó gặp mình á cứ kêu là chú thôi. Chị mà gặp vợ mình á thì nó kêu bằng chị mới ghê chứ. Nhưng mà trong khi á mình lớn hơn vợ mình đúng 1 tuổi thôi. Bởi những ai làm việc chân tay ngoài trời ngoài nắng á thì mới biết cái cảnh khổ, nó nhanh già dữ lắm luôn. Nên là làm cái nghề này á thì phải đam mê lắm mới đeo đuổi được cái nghề này đó nha. Với khi mà đem cái cây mình đi bán á đâu phải là lúc nào nó cũng có giá đâu, tại vì á khách người ta trả giá gì